Ngày 27 tháng 5, hàng nghìn người tranh nhau chạy khỏi thành phố Goma của Congo. Một số tìm đường băng qua những con đường bị cháy nham nhở khi dung nham phun trào, sau khi các quan chức cho biết một vụ phun trào thứ hai có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ngay sau nhà tôi xuất hiện một vết nứt rất to, mọi người phải dùng đá lấp lại. Sáng nay, cơ quan chức năng cho biết chỗ nào nứt thì người dân đều phải di rời khỏi những nơi này. Họ bảo chúng tôi đi sơ tán. Lúc đầu chúng tôi còn miễn cưỡng nhưng sau đó chúng tôi thấy mọi người đều đi cả. Tất cả những người hàng xóm của chúng tôi đều rời đi. Thống đốc quân sự tỉnh Bắc Kivu, Congo cho biết magma, đá nóng chảy thường nằm bên dưới vỏ trái đất đã được phát hiện bên dưới thành phố Goma và hồ Kivu liền kề. Và không loại trừ khả năng sẽ có thêm một vụ phun trào nữa mà không được báo trước. Tính đến thời điểm này, ít nhất 31 người chết, hàng trăm người trong đó có hơn 170 trẻ em, được cho là đã mất tích sau khi núi lửa Nyiragongo, một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới phun trào dung nham xuống thành phố, phá hủy 17 ngôi làng.